Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến, thay vì những người đàn ông trẻ tuổi thì nhiều phụ nữ lại thích hẹn hò kết hôn với người đàn ông lớn tuổi Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này Thay vì những người đàn ông trẻ tuổi thì nhiều phụ nữ lại thích hẹn hò kết hôn với người đàn ông lớn tuổi Dưới đây là những lý do bật mí tại sao phụ nữ lại thích người đàn ông lớn tuổi hơn Đầu tiên chính là họ trưởng thành hơn, Thông thường thì phụ nữ có xu hướng trưởng thành sớm hơn nam giới. Vì thế, những chàng trai trẻ tuổi đang muốn thử những điều khác nhau và khám phá thế giới trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc lại không phải là đối tác phù hợp của nữ giới. Ngược lại, đàn ông lớn tuổi có vẻ đáng tin cậy và hấp dẫn hơn đối với những người phụ nữ đã sẵn sàng cho những cam kết sâu sắc hơn hay có ý muốn là lập gia đình. Đàn ông lớn tuổi thì nhiều khả năng đã qua giai đoạn đi chinh phục tìm kiếm những điều mới mẻ đa dạng và họ muốn ổn định cuộc sống hơn thứ hai chính là họ giàu kinh nghiệm Đàn ông giống như rượu vậy, họ trở nên tuyệt vời hơn theo tuổi tác. Kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ trước đây đã dạy cho họ rất nhiều bài học cuộc sống để làm cho tình hình, hoàn cảnh của họ tốt hơn trước. Họ trưởng thành hơn và hiểu rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mình muốn. Vì vậy, họ thấu hiểu và kiên nhẫn hơn với nửa kia của mình. Họ cũng biết những gì mình muốn và sẵn sàng hành động để đạt được điều đó. Đàn ông lớn tuổi tự tin và vì vậy họ thể hiện được bản thân rất là tốt, đặc biệt là trước đám đông. Họ cũng từng đến nhiều nơi gặp gỡ nhiều người và vì thế họ giàu kinh nghiệm và hiểu biết thứ ba chưa họ ổn định hơn về mặt tài chính hầu hết phụ nữ thực sự muốn được đảm bảo về tài chính bởi vì khi bạn ở một gia đình bạn muốn chắc chắn rằng người đàn ông của bạn có đủ tiền tài sản để chu cấp bao bọc cho bạn và con cái và đây chính là ưu thế của những người đàn ông lớn tuổi hơn so với đàn ông trẻ tuổi đàn ông ở độ tuổi 20 thường có xu hướng ít tài sản và tích lũy về tiền bạc hơn so với người đàn ông lớn tuổi những chàng trai trẻ vẫn ở giai đoạn phải phát triển bản thân và sự nghiệp của mình họ đang tìm kiếm cơ hội tài chính nên gia đình chưa phải là điều mà họ quan tâm hàng đầu Thứ tư, họ biết cách làm hài lòng phụ nữ. Đàn ông lớn tuổi đã từng trải qua những mối quan hệ bền vững lẫn mối quan hệ ngắn ngủi và điều này mang lại cho họ kinh nghiệm khi xử sự trong một mối quan hệ mới. Họ hiểu phụ nữ thường cần gì và điều gì sẽ khiến cho họ hạnh phúc. Họ biết cách tránh hoặc ít nhất là cố gắng tránh những vấn đề tương tự mà họ đã trải qua. Và điều này làm cho mối quan hệ dễ dàng hơn nhiều. Họ không chỉ hiểu biết hơn về chuyện tình dục mà còn hiểu phụ nữ hơn ở những người đàn ông trẻ tuổi. Họ cũng nhạy cảm hơn với nhu cầu của nửa kia. Và đàn ông lớn tuổi cũng có xu hướng lãng mạn có khiếu hài hước hơn mà vẫn sử dụng rất là tinh tế. Có được điều này là bởi vì đàn ông lớn tuổi đã có thời gian để phát triển và rèn luyện kỹ năng đối xử với phụ nữ. Tiếp theo, chính là họ tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc Đàn ông lớn tuổi thường tìm kiếm một mối quan hệ ổn định và nghiêm túc hơn, vì họ đã có ở độ tuổi trưởng thành chín chắn và là thời điểm họ đã sẵn sàng cho một cam kết nghiêm túc và sâu sắc hơn. Trong khi đó, đàn ông trẻ tuổi vẫn đang ở độ tuổi thích khám phá và thử nghiệm những điều khác nhau trước khi quyết định có một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nên, những người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi với những mối quan hệ ngắn ngủi và chưa trưởng thành thì có thể tìm thấy một mối quan hệ thỏa mãn, ổn định với một anh chàng lớn tuổi hơn, là một anh chàng ở lứa tuổi 20. Vì vậy, nếu mà một cô gái cảm thấy rằng mình đã sẵn cho một cái cam kết nghiêm túc thì là ông trẻ không phải là một người phù hợp với cô ấy tiếp theo chính là có sở thích sành điệu hơn khi nói về những thứ như là rượu, đồ ăn và bia, du lịch hay là quần áo, đàn ông lớn tuổi có xu hướng chọn những thứ chất lượng hơn. Thứ nhất là họ có thể mua được nó mặc dù nó không thực sự đắt. Và thứ hai là họ biết rằng thứ đó có thực sự chất lượng không. Họ cũng biết rằng với đồ ăn và thức uống, chất lượng không phải lúc nào cũng đi kèm với giá cả đắt đỏ. Bạn không cần phải ăn ở nhà hàng năm sao mới có thể thưởng thức những món ngon mà có thể tìm thấy ở một nơi giá cả phải chăng phụ phụ đồ ăn, thức uống với chất lượng dịch vụ cũng rất là tốt. Khi đi du lịch thì những người đàn ông lớn tuổi tránh những địa điểm đông khách du lịch vì họ biết rằng sẽ không mua được sản phẩm tốt và giá cả phù hợp họ cũng sẽ không thể thưởng thức phong cảnh với đám đông du khách xung quanh theo vào đó họ sẽ vui vẻ ngồi ở một nơi mà cảm thấy ngắm nhìn được mọi thứ tốt nhất để làm được những điều này cần có kế hoạch thời gian kinh nghiệm trong khi đàn ông lớn tuổi là người có kinh nghiệm và biết điều tiếp theo trên nhìn chung họ có lối sống lạnh mạnh họ thích uống rượu bia và có những người là hút thuốc nhưng mà họ biết cách hạn chế đàn ông lớn tuổi cũng có xu hướng chơi ít nhất một hoặc hai môn thể thao mà họ thực sự yêu thích họ duy trì một lối sống năng động thích tiêu tiền và những thứ như là du lịch và phụ tùng cho ô tô xe đạp chứ không phải vào các thiết bị trò chơi điện tử những người đàn ông trẻ tuổi thường làm họ cũng hiểu về nhu cầu thư giãn của cơ thể và cảm thấy mình không cần phải liên tục đẩy bản thân vào tình trạng kiệt sức như nhiều nam giới trẻ tuổi theo đó họ có thể tiếp cận công việc mọi thứ thoải mái hơn Tiếp theo chính là họ ít thích tiệc tùng hơn những người đàn ông lớn tuổi cũng có xu hướng nhận ra rằng lối sống nặng về tiệc tùng mà nhiều thanh niên tập trung vào là không bền vững và không tốt cho sức khỏe. Theo đó, họ tập trung vào lối sống lành mạnh, họ có xu hướng thích gặp gỡ bạn bè, tham gia vào môi trường xã hội nên có thể những chia sẻ và những cuộc trò chuyện thú vị hơn là trốn ảo tham gia vào môi trường xã hội nơi mà có thể chia sẻ những cuộc trò chuyện thú vị hơn là trốn ồn ào tiệc tùng. Những người đàn ông trẻ thường nói về các cô gái, xe hơi, công nghệ và tiện ích. Mặt khác, những người đàn ông lớn tuổi có thể nói về chính trị, tôn giáo, tình dục, kinh tế, các mối quan hệ, ẩm thực và du lịch. với điều này có thể hấp dẫn phụ nữ hơn. Tiếp theo thì họ biết cách làm dịu cơn giận của phụ nữ. Phụ nữ rất giàu cảm xúc, có thể dễ dàng phóng đại mọi thứ và hành động với những cơn giận bốc đồng. Đây là lý do tại sao phụ nữ cần có những người đàn ông có thể khiến họ dừng lại và dịu bớt đi cơn nóng giận. Và những người đàn ông lớn tuổi thường có kỹ năng này. Đàn ông lớn tuổi thường đủ chín chắn để xử lý những cuộc tranh cãi này, xung đột với phụ nữ. Họ không muốn tranh cãi về những vấn đề thông thường nhỏ nhặt và ngay cả khi có vấn đề họ có thể ngồi xuống và nói chuyện, đưa ra giải pháp có lợi cho cả hai. Tiếp theo chính là họ mang lại cảm giác an toàn an toàn là một trong nhu cầu cơ bản của con người và phụ nữ cũng vậy phụ nữ luôn muốn có cảm giác an toàn trong mối quan hệ yêu đương hẹn hò hay một mối quan hệ vợ chồng và điều gì khiến cho phụ nữ an tâm thoải mái trong cuộc sống hàng ngày chính là những điều mà người đàn ông lớn tuổi mang đến và đã được đề cập về phía trên bạn cần tiền và các tài sản khác để đảm bảo tài chính bạn cần một đối tác đáng tin cậy để dành cả cuộc đời bên họ và bạn cần biết cuộc sống của bạn đang đi về đâu có vẻ như những người đàn ông lớn tuổi có khả năng mang lại những điều này tốt hơn đối với những người phụ nữ nữ cảm thấy an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những thông tin trên thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về những sản phẩm an toàn như mãnh lực dương. Đây là sản phẩm giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam và rất tốt cho sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư mà tất cả các nam giới rất là nên sử dụng. Sản phẩm này chỉ bán với giá dao động khoảng 850 000 đồng triệu một hộp cùng 50 viên thôi. Thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc Zalo số 0899918 8585 Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn